Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời bài tập số 8 trang 143 sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài số 8 của chúng ta như sau. Chứng minh rằng phương trình x mũ 5 trừ 3 x mũ 4 cộng 5x trừ 2 bằng 0 có ít nhất 3 nghiệm nằm trong khoảng âm 2, 5. Thì bây giờ, đối với bài toán này thì ta có một phương pháp. Đó là ta sử dụng định lý 3, trang 139, sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Định lý 3 được phát biểu như sau. Nếu hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn AB và fa nhân fb nhỏ hơn 0, thì phương trình fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng AB. Như vậy, ta sẽ phải đi chọn các điểm A, B và xét xem tích của nó có nhỏ hơn không hay không. Ở đây bài toán này ta đang cần ít nhất 3 nghiệm, vì thế ta phải chọn ít nhất 3 khoảng rời nhau. Ta làm như sau. Đầu tiên là ta đặt vế trái bằng fx. Ta đặt vế trái bằng fx. Rồi, bây giờ ta sẽ đi chọn các điểm. Đầu tiên là thầy sẽ chọn điểm âm 2. F tại âm 2 sẽ bằng âm 2 mũ 5 trừ 3 nhân âm 2 mũ 4 cộng 5 nhân âm 2 trừ 2. Và các em tính được bằng bao nhiêu? Các em sẽ tính được bằng âm 92, đúng không? Nhỏ hơn 0. Rồi, thầy sẽ chọn điểm tiếp theo. Đó là 0. F tại 0. Tức là 0 trừ 3 nhân 0 cộng 5 nhân 0 trừ 2 bằng trừ 2 cũng nhỏ hơn 0. Rồi tiếp theo đó là điểm 1. Với điểm là 1 ta có 1 mũ 5 trừ 3 nhân 1 mũ 4 cộng 5 nhân 1 trừ 2, tức là 1 trừ 3 cộng 5 trừ 2 và bằng 1 lớn hơn 0. F2 bằng 2 mũ 5 trừ 3 nhân 2 mũ 4 cộng 5 nhân 2 trừ 2, và ta tính ra được bằng âm 8 nhỏ hơn 0. F3 3 mũ 5 trừ 3 nhân 3 mũ 4 cộng 5 nhân 3 trừ 2 bằng 13 lớn hơn 0. Như vậy thì ta sẽ có các tích như sau. Đầu tiên là F0 nhân F1 âm 2 nhân với 1 bằng âm 2 nhỏ hơn 0. Tích thứ hai, 1 nhân 2 F1 nhân F2, 1 nhân âm 8 bằng âm 8 nhỏ hơn 0. Tích thứ ba, F2 nhân F3 âm 8 nhân âm 13 cũng ra một số nhỏ hơn 0. Và ta đặt là 1 2 3. Nhưng như thế này ta chưa đủ để khẳng định hàm số có ít nhất một nghiệm trên khoảng 0,1, khoảng 1,2, khoảng 2,3. Ta còn cần một điều kiện nữa, đó là hàm số của ta phải liên tục trên các đoạn 0,1, 1,2, 2,3. Thì ta thấy ngay hàm số của ta là hàm đa thức.
nên nó sẽ liên tục trên R. Nên ta suy được Fx của ta sẽ liên tục trên các đoạn 0, 1, 1, 2 và 2, 3. Thầy đặt đây là 4. Rồi, từ 1 là 4. Ta suy ra Fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm x0 thuộc vào khoảng 0,1. Đây, từ 1 đây và 4. Ít nhất một nghiệm x0 thuộc khoảng 0,1. Rồi từ 2 và 4 ta suy ra Fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm x1 đi thuộc khoảng 2 đây, 4 đây, khoảng 1, 2. Rồi từ 3 và 4 suy ra Fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm x2 thuộc vào khoảng 2, 3 mà các khoảng 0, 1, 1, 2 và 2, 3 đôi 1 rời nhau. Nên ta suy ra x0 khác x1 khác x2, nghĩa là ta có ba, chắc chắn là ta đã có ba nghiệm rồi đấy, khác hẳn nhau. Vì vậy ta kết luận phương trình Fx bằng 0 có ít nhất ba nghiệm trên khoảng âm 2, 5. Đó, bởi vì sao? Khoảng 0, 1, khoảng 1, 2, khoảng 2, 3 đều nằm trong khoảng âm 2, 5.